Winner này nói chung là nát nó nát luôn chị. Chú Vũ em, chú Vũ quay phim cái, im im quay phim cái nhỏ thôi. Rồi tiếp tục là winner nha, nói chung là chạy cho từ nát nó nát luôn nè. Đó thì bây giờ mình sẽ nổ máy thử cho tất cả anh em xem thử nha. Thì cái xe này nó hư đủ thứ hết á. Rồi nè, chưa hết là bật lên đồng hồ nè, thấy cái báo lỗi nè, đó báo lỗi nè. Rồi một lỗi nha. Rồi tiếp theo là cái quạt là đấu dính luôn, bật khó là chạy luôn. Còn ở bên trong này thì dơ hầy luôn nè, anh em thấy không? Nước á thì cái cảm biến nhiệt độ là bị hư rồi nè, cảm biến nhiệt độ là nằm ở chỗ đây nè, dưới đây nè, đó bị hư. Bây giờ mình sẽ nô máy thử nha, nghe thử nha. Đó anh em thấy không, căng ti mình lên còn không nổi nữa, đi mà đến mức mà nát vậy luôn nè, nát kinh khủng luôn. Nó căng ti mà giờ nó tầm có 1000 à, máy chạy rung luôn. Rồi nghe nè, máy xào cực kỳ xào luôn. Nói chung là nó hư nặng lắm, xe này hư nặng lắm nha. Rồi cách coi thì nói chung là ông chủ xe này á, chơi cái tăng cam CNC luôn ta, quên nói kêu rồi, nói chung là thay cái tăng cam CNC, bây giờ là đi luôn nguyên cái sân cam luôn rồi, chắc chắn sân cam hư rồi nè. Đó thì mới gắn lại cái tăng cam zin nhưng mà không được gắn, nói chung là nó giãn quá rồi, giờ nó trùng quá rồi thì nó tăng cam zin nó không tăng nổi nữa đấy. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra rồi mình sẽ thay sân cam, rồi thay cái tăng cam mới của Deadleo, rồi canh chỉnh lại cái phần đầu đó. Còn hầm ga thì mình có thể vệ sinh này, mình vệ sinh lại hết hầm ga luôn, rồi gân ti này kia đồ mình sẽ ổn định lại. Rồi đầu tiếp đến là mình sẽ kiểm tra cái con cảm biến nhiệt độ nó chót á, nó đã chót rồi thì có thể là thay, hoặc là sau đó thì đó mình liên hệ chủ xe sau. Còn còn phần máy thì mình sẽ fix phần máy trước, nó im trước ạ. Rồi những cái phần sau mình sẽ làm từ từ, giải quyết từ từ đó, thì giải quyết từ từ thôi nha. Rồi cái nồi nữa, cái nồi cũng bị hư nữa đó. Thì anh em thấy rồi đó, cái gân ti nó chạy không đâu có được đâu, cái gân ti mà nó nổ còn không ổn định nữa mà xe sao này sao mà chạy được. Bật lại cho anh em coi này đó, nói chung là anh em thấy không, máy nó nổ không được luôn á, giống như là nó chỉ được có 1000 à, cái nó còn giật nữa đó, còn lạ lõi lum này đấy. Thì anh em á, chạy xe á, là lưu ý ví dụ như xe mà bị lõi gì á thì mình cố gắng mình đi fix đi, đừng đỡ nó nặng như thế này, như thế này là nặng lắm rồi. Rồi nó kêu quá rồi thì sửa nó rất là mất tiền nha, nhiều khi nó chỉ bị lỗi nhẹ thôi, mình chỉ cần thay thế sửa ít thôi, nhưng mà anh em không để ý á, rồi cứ chạy á, xong rồi nó hư nặng lên, xong lúc đó là sửa nhiều tiền mà nó lại phá hơi, nó phá cái cục máy mình nữa, cục máy nó sẽ bị tàn phá nặng hơn nữa, thì nhiều khi có thể là không thể nào mà canh chỉnh được nữa, mà nó lúc phải thay thế nha. Rồi thì giờ mình tiến hành tháo cục máy ra, xong rồi mình sẽ quay cho anh em xem tiếp. Cái sau khi mình đã rớt cái nắp dao ra này, thì anh em thấy này, cái độ rơ của cái còn của hai con cò này nó rất là lớn luôn. Không, mình gõ mà anh em lách không nghe kêu cắt này. Nghe không? Đó. Thì nếu mà như rơ như thế này thì lên trên máy chạy này nó còn kêu to hơn nữa nha. Thì bây giờ anh em thấy sân cam này nó rơ, nói chung là nó giãn rồi, do là thay cái tăng cam CNC á thì nó rơ lắm. Thì bây giờ mình sẽ thay luôn cái cọng sân cam này, thì sân cam này á, là dùng của Suzuki Rider, nó rất là ngon mà giá lại rẻ nữa đó. Thì đây là mình vừa cạo này. Rồi thì cái bên này coi, bên nồi thì nó bị nặng, xe này xấu lắm. Cái phốt nhìn này, cái phốt em thấy không, cái phốt bơm nước này, cái phốt nước á, người ta không bị mất cái ron á, không có cái xin cao, nó là cái xin cao su, nó bị xẹp hay mất gì đây này, xong người ta dán keo lại này, keo màu đỏ này đó, thì nó dẫn đến trường hợp là bị xì nước vô trong máy đó. Đây này anh em nhìn thấy này, cái này gọi là xì nước này đó, nó đóng một lớp luôn này, đóng một lớp trong này này, nó giống như nước đó, nó gọi là giống như là nó nhiều dèo dèo như rau câu vậy đó. Đó thì xe này đi nhớt rồi không có kỹ này, dơ lắm, xe này đi rất là dơ. Rồi cái lọc nhớt, mình tháo lọc nhớt cho anh em xem luôn kỹ nha.
nè, động nhất vô, phải nói là cục hàng là dơ lắm luôn ạ, anh em nhìn kỹ chưa, động nhất chưa, đó, nó rất là dơ nè, sau bên mặt sau này cặn không luôn nè, như vậy làm sao mà mặt sắt rồi cặn rồi bố bẻ ra luôn, nhớt thì dơ nữa, đó thì làm sao mà nó đủ nhớt bơm lên đầu được. Rồi thì giờ mình sẽ tiến hành tháo ếch, thì không biết cái nồi này còn hoạt động được hay không, còn ngon hay không thì mình sẽ tiến hành tháo luôn, nhưng mà những cái nào nặng này, cái đây nặng này, đó, thì nước nó vô trong máy á, đó thì nó nếu mà đi lâu ngày á thì nó xét hết, nó xét từ từ nè anh em thấy không, cái này nó xét, bắt đầu xét rồi nè, cái đầu nó xét rồi nè, nó cái này nè, cái này bị xét rồi nè, rồi máy móc thì rất là dơ, nói chung là xe này đi nát, đi đến mức nát luôn, nhưng mà không chịu sửa, đến giờ là nó nặng cực kỳ luôn, bây giờ bắt đầu mới sửa, sửa thì rất là nhiều tiền. Thì anh em mà nếu mà chơi xe này á thì mình bảo dưỡng từ từ, ví dụ hư cái nào mình bảo dưỡng cái đó, chứ đừng đỡ gom một cục lại. Và còn cái lúc đầu mình có nói là cái jack này này nó bị đứt dây á, thì có hàng lại, thì đợi xíu nữa kiểm tra qua mấy thì nó có bị lỗi hay có bị hư gì nữa thì mình tính tiếp. Còn cái jack đây là thì nói lại rồi nè, đó nó bị hư cái jack của cái cảm biến nhiệt độ đó. Rồi rồi thì bây giờ cũng thay thớ thôi, thay thớ rồi canh lại đồng tiền đó, xong rồi kiểm tra xem là nhớt nó có bơm lên đầu mạnh hay yếu đó, chắc chắn thì vừa sinh xong thì nhớt nó sẽ lên mạnh đó, rồi cam đồ mình canh chỉnh lại nha, canh chỉnh lại đúng thông số là khe hở của nó tốt nhất để cho xe hoạt động nó êm hơn, rồi sẵn nó thay luôn cái tăng cam mới luôn. Còn anh em thấy lúc nồi này dơ kỳ luôn, đi không được bảo dưỡng này, máy rất là xấu. Rồi nồi thì chắc phải làm lại luôn, làm lại nồi zin nha, làm lại nồi zin thì đi ngon lành, đi bao bao ngon luôn. Rồi thì khi nào mình ráp xong rồi mình sẽ quay tiếp cho anh em xem nha. Rồi chào anh em, thì chiếc window này nè, thì hôm qua nói chung là chiếc window này là mình có quay từ đầu là nó bị lỗi nặng á, hư nhiều đó, thì bây giờ mình sẽ liệt kê là mình đã thay thế những gì và mình sẽ canh chỉnh nó êm như thế nào nha. Rồi trước tiên thì mình sẽ thay cái cọng sơn cam. Đây là cọng sơn cam của winner của nó cũ này, thì nó bị giãn lắm, nó bị trùng cực kỳ nặng luôn, nó hầu như là bị bỏng luôn á đó. Thì mình sẽ thay, thì anh chủ là trước là dùng cái tăng cam CNC á, ép đây nè, siết ép vô thì cái sơn cam buộc nó chạy lâu ngày nó phải giãn ra nha đó. Rồi một phần tiếp đến là mình sẽ thay cái tăng cam CNC, tăng cam red leo mới này đó. Thì cái tăng cam này nó canh chỉnh tự động, mình cũng có làm mấy cái clip rồi mình chia sẻ cho anh em rồi, là nên gắn cái tăng cam này nha. Rồi phần đầu á thì mình lại canh lại xem tiền, thì cái này thì mình có thử này, nhớt nó bắn ra này đó, thì xong này mình đi rửa luôn đó nè, anh em thấy không, nhớt nó chảy này. Trước tiên mình làm cái canh đồng tiền á, mình sẽ thử luôn cho anh em là kiểm tra xem nhớt nó có bắn lên mạnh hay không, và biết là cái xe có bị nghẹt lọc nhớt hay không. Thì một phần nó cũng là làm nồi, mình vệ sinh cái lọc luôn rồi thì đảm bảo là không có bị nghẹt lọc này, không có bị chết cái bơm, hoặc là cái bơm nó bị yếu, bơm nhớt nó bị yếu á. Rồi đó là cái phần đầu, nói chung là giờ êm rồi nha đó. Rồi tiếp đến là nồi phải nói là tan nát luôn. Đây có những cái lá bố này, lá sắt này, anh em thấy nó cháy tím không, rồi cháy tím luôn á, cháy mà đen hin luôn, còn ra lá bố thì cháy luôn nè, cháy đen nè, lá sau đây cháy nặng hơn nè đó. Rồi cái đỡ nhôm á, đây nè, biết mình nhìn thấy không ta, đây nè anh em thấy không, cái đỡ nhôm này thấy không, nó khuyết nặng luôn nè đó. Như thế này thì mình sẽ không đi dớt được nha, nó sẽ nếu mà dớt đi thì cũng được thôi, nhưng mà nó kẹt lá bố mà mình sắp vô đây nè, cái kẽ này nó sẽ kẹt đây và nó sẽ không áp sát vô cái mặt đây được đó, thì mình buộc mình phải thay thôi. Còn nếu mà dớt dùng được thì mình cũng sẽ cố gắng dớt lại để dành cho anh em dùng đó. Thì riêng cái bộ nồi là coi như bỏ này, bộ nồi thì nó tệ, cực kỳ tệ luôn, nó hư rất là nặng luôn. Nói chung là đi cái xe này giống như là lúc trước mua tới giờ chạy luôn, là chưa bao giờ bảo dưỡng nồi, rồi chưa bao giờ làm cái gì hết hay sao, nó hư rất là nặng đó. Nguyên cái đế nhôm mà nó khuyết cỡ này thì mình nghĩ phải đi tàn phá ghê gớm luôn à. Rồi hai cái đế đều sự khuyết hết, thì khuyết cái này nặng quá thì buộc phải bỏ thôi, thay cái cặp. Rồi đến cái phốt nước nè, cái mình cũng có làm cái phốt này nha, có mấy anh em hỏi là bên mình có làm phốt này không, thì có làm cái phốt này, làm rất là cực đó. Thì mình cũng thay luôn, đóng ra thay bộ phốt mới, và cái cốt này là cốt zin nè, mình cũng thay cốt zin giống cái này luôn. Thì cốt zin thì nó ngon lắm, đi nó không có bị xì lại nữa, lâu lắm nó xì lại. Rồi thay luôn cái nhông sinh dĩa mới của Raptor đó, đây nhông dĩa Raptor này rất là đẹp luôn, đây nhông dĩa Raptor này đó. Rồi bây giờ
Rồi bây giờ mình sẽ bật máy lên cho anh em xem. Thì tối hôm qua còn thằng ga, dây ga thì mình cũng vừa sinh lại ống ga cực kỳ nhẹ luôn, mượt lắm mà, đó, rất là lành luôn. Nói chung thì mấy cái dây là định kỳ mình phải thay nó mới chạy mượt mà ngon được. Còn thằng ga mình vừa sinh, rồi cái cảm biến nhiệt độ thì nó bị hư á, thì mình cũng đã fix lại rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ bật máy cho anh em xem nha. Thì hôm qua bật lên là lỗi quá trời lỗi luôn, đó, hết lỗi này, nó không còn báo lỗi nữa, nghĩa là những cái lỗi mình đã reset, mình đã xóa xong rồi. Rồi thì mình kiểm tra lên máy này thì lúc nãy mình cũng có reset, mình nạp lại phần mềm mới cho nó rồi, nạp lại phần mềm mới, nó hao xăng á, đi một thời gian tự động là nó bị sai, nó hao xăng, mình sẽ nạp lại phần mềm mới của Honda đó. Thì mình nạp lại thì bây giờ nó chạy rất ổn định luôn. Bây giờ mình bấm nổ máy thử nha. Nói chung là canh đồng tiền máy rất là êm, nhưng mà bấm một phát là ghen tây nổ nha. Nè đó, bấm một phát là ghen tây nổ, ghen tây là đúng 1.500, 1.400 luôn á, ghen tây đúng đẹp luôn nè. Mình sẽ cho anh em xem này, máy thi thầm luôn nè, nghe chưa. Hôm qua là lúc đầu video á, anh em nghe cục máy nó nổ rất là ghê gớm luôn, giống như là không dám chạy luôn á, không dám kéo ga luôn á. Anh em nghe bây giờ này, máy thì thầm thầm luôn không, cực kỳ nhẹ luôn, còn ống ga rất là lanh nè. Mình sẽ kéo thử ga cho anh em nghe nha, không, ống ga rất là lanh luôn, ống ga rất là lanh và nhẹ đó. Thì hiện tại thì mình kiểm thì thấy cái lọc xăng trong này nó bị nghẹt, thì đó thời gian làm rồi. Nói chung là mọi thứ đều rất ổn định rồi, làm một xe này làm tốn rất nhiều thời gian nha. Nói chung là anh em nghe lại tiếng máy này đó, máy cực kỳ êm luôn, máy như này rất là êm luôn á. Thật hôm qua là nó ghê lắm luôn á, thì nhốt nhau rồi mình thử này, thấy nó bắn lên cái này là rất là tốt, bơm rất là mạnh, rồi máy nó êm ha. Rồi giờ mình sẽ tắt đó. Thì nói chung thì xe này giống như điển hình này, không biết sao mà nói chung là thợ trước á, anh chủ xe này có bảo thợ trước làm rồi, mà không biết sao người ta tuốt dây rồi ra quá trời đây, nó hơi nguy hiểm nha. Chuột cắn nó chạm đây là cháy dây cu liền đó. Xíu nữa mình sẽ cố gắng quấn lại cho nó gọn gàng lại, nhưng mà máy thợ trước cũng làm nó buông hết ra, thì xíu nữa mình quấn lại cho nó ok tới. Rồi thì nhắc anh em á, là nếu mà mình đi cái xe Winner này á, nó hư cái gì nhẹ á, thì mình sửa từ từ, đừng đỡ nặng quá, như chiếc này quá nặng luôn nè, nó nặng cực kỳ luôn, nó hư rất là nhiều luôn, mới đầu mới đi chạy không được nữa mới bắt đầu đi sửa, phải là gọi là nát đi, đỡ cho nát luôn mà đó, thì nó sẽ nặng tiền nha. Kiểu như là nếu anh em chạy sơ sơ á, thì mình có thể dớt lại cái này để đỡ mớ tiền rồi không. Còn cái bạc đạn nồi nữa nè, các nồi nó bị sượng rồi, cái không ngon thì mình cũng thay luôn cái bạc đạn mới, đó là đảm bảo là giờ các con rất là ngọt luôn, số vô rất là ngon luôn. Thì giờ mình sẽ thay cái nhông thương hiệu nó là xong rồi, thì kiểm tra lọc gió, lọc đồ, mọi thứ bài bản hết, ok hết ha. Rồi nói chung thì xe này nó nát cỡ nào bên chỗ mình cũng nhận làm hoàn hảo lại cho anh em. Nếu anh em cứ gặp những cái ca nào khó hoặc là xe anh em hư nặng gì đó, cứ mang qua tiệm mình thì mình sẽ cố gắng mình fix lại ok nhất, đẹp nhất, và nói chung là hoạt động ổn định nhất luôn cho anh em. Rồi ha, thì rồi anh em nếu anh em nào có xe hư hay có nhu cầu làm xe hoặc là có vấn đề gì về xe cần tư vấn thì cứ gọi số điện thoại hotline trên màn hình đó, hoặc là đến ngay cái địa chỉ của tiệm mình đó được tư vấn và sửa chữa và báo giá nha, chứ còn báo giá qua điện thoại thì không chính xác đâu. Thì đặc biệt là xe này mình nạp luôn cái phần mềm mới nha, nạp phần mềm mới của Honda. Những xe mà bị lâu ngày đi hao xăng hoặc là bị sai map, nó sai lỗi bản map á, thì mình buộc phải nạp lại thôi. Rồi xe vô hoạt động hoàn hảo ha. Nổ máy bấm lại cho anh em nghe thử nha. Này bấm một phát là nổ máy liền. Đó. Nổ máy, bấm một phát là nổ máy, máy im ru luôn. Đây là tiếng châm phun nha anh em. Này, nghe tiếng châm phun lại này. Đó, hoạt động rất là hoàn hảo luôn. Ống ga rất là lanh. Cái này là có thể ra max bit được rồi. Rồi ok ha. Rồi cảm ơn 500 anh em đã theo dõi hết video nha. Rồi bye bye.